Sáng ngày 10 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã di lý Hoàng Văn Thảo, 52 tuổi, từ thành phố Hồ Chí Minh về để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, trong lúc công an tỉnh Bình Thuận triệt xóa đường dây khai thác khoáng sản trái phép, Trần Văn Thuận, tức Tú Ác, giám đốc công ty Long Thái Việt tìm cách chạy án. Thông qua một người đàn ông ở Bình Thuận, Thuận tìm tới Hoàng Văn Thảo, người tự xưng là đại tá cảnh sát hình sự. Thảo khẳng định sẽ lo cho cả hai công ty Long Thái Việt và công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Nam Bình Thuận do bà Nguyễn Thị Thúy Nga, vợ của Thuận, làm giám đốc, không bị xử lý hình sự, chỉ bị xử phạt hành chính. Đổi lại, Thuận phải đưa cho Thảo 4,5 tỷ đồng. Tháng 9 vừa qua, Thuận đã đưa cho Thảo 2,2 tỷ đồng, 3.000 đô la Mỹ và nhiều quà tặng khác. Ngày 20 tháng 9, Thuận bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên. Mặc dù biết Thuận đã bị khởi tố, nhưng Thảo vẫn tiếp tục liên hệ với bà Nga, đưa thêm 1,2 tỷ đồng, nếu không sẽ bị xử lý hình sự về hành vi trốn thuế. Tối ngày 9 tháng 10, Thảo hẹn bà Nga tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận 400 triệu đồng. Vừa nhận xong, Thảo chạy được khoảng 200 mét thì bị các trinh sát bắt khẩn cấp qua lời khai ban đầu hoàng văn thảo cho biết mình chỉ là một người bán cháo lòng